Các nhà thân mến, ở nông thôn Việt Nam, đặc biệt là khu vực phía Nam thì ở trong nhà thì thường có một cây khế đúng không ạ? Thường là ở một góc sân trước cửa nhà hay là ở phía sau nhà, và đôi khi là chúng ta cũng không cần phải trồng đâu, mà đâu đó lại xuất hiện một cây khế tự mọc lên với cành lá xum xuê và rất là nhiều trái. Và có thể nói là cây khế thì cũng gắn liền với tuổi thơ của không ít người. Khế thì nó có hai loại là khế chua và khế ngọt. Khế ngọt thì khi chín rất là thơm và ngon, và khế chua thì chúng ta ít ăn như loại trái cây hơn, mà thường là ăn kèm với rau sống trong một món ăn nào đó. Thế nhưng ít ai biết được là trái khế thì nó có dinh dưỡng hay không, hay như trong đông y thì trái khế có tham gia vào những bài thuốc nào hay chăng, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những điều bất ngờ trái khế mang lại trong chương trình ngày hôm nay, chương trình món ăn bài thuốc cùng với sự xuất hiện của đông y Nguyễn Công Đức. Thúy Liễu xin chào Lương Nghi ạ. Chào Thúy Liễu, kính chào bà con. Cảm ơn Lương Y đã dành thời gian tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Vâng. Dạ, thưa Lương Y, trái khế thì chúng ta rất là quen thuộc đúng không ạ? Chúng ta có thể là ăn như một loại trái cây, và chúng ta cũng có thể là ăn kèm với rau trong một vài món ăn nhất định. Vâng. Nhưng mà trong chương trình ngày hôm nay chúng ta là chương trình món ăn bài thuốc. Vâng. Thì Thúy Liễu muốn nhờ Lương Y là giới thiệu thêm những món ăn cho bà con được biết về món khế, về trái khế ạ. Khế thì có hai loại, một cái là khế chua, là vì nó cực kỳ chua. Mình nghe mình nếm là mình biết liền. Có một loại nó gọi là khế ngọt, nhưng thực sự nó không phải nó ngọt, mà nó lợ lợ ha, nó không chua nhiều thôi. Thì cái tên khoa học của cái trái khế này đó thì từ lâu người ta biết, thậm chí nó có cái hình ngôi sao, cho nên nó là người Mỹ nó đặt là Starberry, tức là trái mà hình ngôi sao. Tên khoa học Ave Hoa Carambola. Đó là trái khế này. Tuy nhiên bà con ta cũng thấy gần đây nè, không phổ biến lắm, nhưng mà có một loại là trái khế nữa, như bà con thấy đây ha. Thì cái tên khoa học của cái này là Ave Hoa Biglimbi. Đây là đây. Thì cái trái của nó mọc ở đây, và cái lá của nó mình nhìn nó như là mới đầu, giống như là lá của cái chùm ruột. Thì trong cái chương trình của chúng ta là món ăn bài thuốc, thì có lẽ mình vô món ăn ngay, mà món mà tôi thấy hấp dẫn nhất đó gọi là món bò bóp thấu. Yeah. Bò bóp thấu thì gồm có thịt bò thái ra, rồi là hoa chuối, tức là gọi là bắp chuối ha. Với lại mà nếu thế khế chua mà thiếu thì coi như cái món đó không hình thành. Yeah. Cái đó là cái hấp dẫn, thì cái vị chua của trong khế nó làm cho nó ngon cái món mà gọi là như thế. Thế lại thấy hay nấu canh chua Lương Y. Đúng rồi. Canh chua khế cũng rất là ngon. Vâng. Thế và gì nữa? Là kho nữa. Kho với cá nữa. Cá mà cá linh ha. Dạ. Rồi xong rồi hành lá, rồi thêm khế mấy lá, nhưng mà nên nhớ là vừa phải thôi nha. Tôi sẽ lưu ý với bà con rất nhiều về cái việc mà ăn trái khế mà ăn quá nhiều. Nó có một cái nguy hiểm mà chúng ta quên, không có lưu ý. Cái đó là các món ăn. Lương Y có thể chia sẻ là vâng, những cái bài thuốc nào mà trái khế sử dụng không? Vâng, thì gần đây á, thì từ khi mà có cái trái khế tàu thì bà con người ta thiên nhiều về cái trái khế tàu nhiều hơn. Thực ra cái nó chua đến cái độ mà nếu như so sánh một trái to như thế này với một trái cũng như thế này là lượng chua như nhau. Nó chua đến như nó vậy nhỏ hơn mà nó vâng nó vâng chua nó chua nhiều. Nó có vỏ đây. Thì chúng ta thấy thì người ta thường sử dụng cái này, có lẽ nó mới rồi người ta thấy người ta thích. Thì thứ nhất là kiểm soát được đường huyết. Tuy nhiên thì bà con phải nhớ một điều là cái đường huyết là một trong những cái khó chứ không phải dễ, cho nên kiểm soát là chỉ là kiểm soát thôi chứ không có trị được đâu. Là nó khống chế được cái đường, có thể là nó không có tăng cao. Cái thứ hai á, là tôi thấy hấp dẫn nhất là giảm béo. Thế giảm béo thì chúng ta thử dụng như thế nào? Dùng 10 trái khế này, 10 trái khế tàu,
rồi bỏ bỏ trong một cái lọ thủy tinh ha, rồi chúng ta thêm như vậy là hai muỗng đường đường cát, ta ủ chừng 5 ngày thôi, rồi xong ép lấy nước đó uống. Mình nhìn xin nhớ nè, uống ít thôi nha, uống vừa phải thì tí xíu thôi là nó giảm được béo ha, nó kiểm tra được cái chất béo ở trong máu, nó làm lưu thông các cái thành mạch và nó giảm được cái cholesterol xấu. Thì đó cũng là một trong những cái công dụng chính của cái trái khế chua. Một cái nữa là sáng da rất là đơn giản, tức là mình chỉ ép lấy nước rồi mình rửa mặt mỗi tối trước khi đi ngủ, ta rửa sạch sẽ rồi xong rồi đi ngủ thôi, nó làm cho sáng da và đồng thời nó làm cho giảm được mụn. Và một cái đặc biệt nữa là trong cái trái khế, nếu mình ăn với mức độ vừa phải, có nghĩa là mỗi ngày khoảng chừng nửa trái này thôi nha, thì nó kiểm soát được cái đau nhức khớp xương nha. Và một cái điểm đặc biệt nữa chúng ta lưu ý là những người mà đã có bị suy thận, những người mà đã có bị viêm loét dạ dày tá tràng tuyệt đối không được ăn khế. Cái câu hỏi đặt ra là vì sao? Vì cái thành phần chính của nó là axit oxalic, là một cái chất chua cực kỳ, nó làm cho suy thận, nó làm cho hình thành các sỏi thận rất rất là nguy hiểm, cho nên chúng ta không có được ăn. Tuy là nó ngừa loãng xương kể nó, nhưng mà thôi mình né ra đi, đừng có sử dụng lắm. Dạ. Trong cái lợi của cái khế nữa thì ta lưu ý đó là bông khế. Bông của trái khế chua, bà con thấy là trong cái nhánh của trái khế nó có nhiều cái bông khế, thì nếu ta lấy cái bông khế đó, mỗi khi em bé nó bị ho khan, ho co đờm, ta lấy bông khế khoảng chừng 50g rửa sạch, xong thêm đường phèn hoặc là mật ong chưng cách thủy cho cháu nó uống, thì nó giải quyết được cái ho của em bé. Và một cái đặc biệt, người ta dùng cái trái khế chua này thì bà con mà đi làm, ví dụ như là làm hồ, ban ngày chúng ta dẫm đạp là hồ ha, trong đó nó có vôi, có xi măng, nó bị nước ăn chân, thì chúng ta sử dụng được cái trái khế này bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta rửa sạch, giã nhuyễn ra, lấy nước của trái khế, khế còn sống cũng được mà nó chín cũng được, rồi xong mới rửa sạch cái chỗ nước ăn chân. Bà con biết rồi, nước ăn chân thì chỗ những cái ngón nó bị ăn sâu vô và nó rất là ngứa. Ta bôi lên khế này, bôi xong lau khô, rồi lấy một trái cau, đó là trái cau tươi hay còn tươi, bổ làm đôi, rồi lấy tay bóp lấy cái nước của trái cau đó ta bôi lên, thì coi như ngủ tới sáng là nó, coi như ngày nào cũng làm một tuần là hết cái nước ăn chân. Dạ. Đó là những cái công dụng thông thường mà bà con ta sử dụng từ cái trái khế. Vâng ạ, cảm ơn Lương Y rất là nhiều ạ. Quý vị khán giả thân mến, với phần trình bày của Lương Y vừa rồi, chúng ta đã biết được nhiều hơn về công dụng của cây khế, và chúng ta cũng đặc biệt lưu ý là những đối tượng bệnh có những cái bệnh nền thì chúng ta cũng không nên dùng khế như Lương Y đã chia sẻ quý vị nhé. Chỉ đến đây thì chương trình Mỗi Bài Thuốc cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.